dẻo cháy hết anh em. Nên đồ ăn thì không phải là đầu tiên mình sẽ bóc trước anh em, mong là mình sẽ bóc được kẹo dẻo. Mày có nghe mùi gì thúi thúi không? Có đâu. Thôi vô chơi thì chỉnh đi, tiếp đi. Chỉ có mùi hôi lách mới xa cách tình yêu. Kẹo dẻo đâu lâu. Chuối anh em. Để coi món tiếp theo là gì anh em. Dâu. Nhưng mà dâu này chưa có rửa. Trong đám nước hoa đa kiên này. Kẹo dẻo hoa đa kiên anh em. À, kẹo dẻo cục xít anh em. Đây gì hả? Trứng. Chào tất cả anh em, với tụi mình sẽ chơi một trò chơi. Có hai cái hộp kẹo dẻo, và không phải kẹo dẻo. Thêm một người chơi với mình và một cái hộp để rút thăm. Cái hộp để rút thăm được nè anh em. Có hai lá phiếu. Mày khùng quá mày. Ai chơi trò này với mình sẽ trả lương cho người đó. Vì bọn mày tham gia trò chơi này, mày muốn bóc được kẹo dẻo hay là đồ ăn? Tất nhiên là kẹo dẻo. Vì bọn thích kẹo dẻo anh em. Khùng quá lên TV trong nhà mà mày đội mũ. Ừ, không thiệt. Nó khùng quá anh em, trong nhà mà mang dù. Thì tao mang dù cho hợp với bộ đồ. Đúng rồi anh em. Lúc trước mình chơi Hello Kitty với Doraemon. Nếu mày không đáp ứng được thử thách mày sẽ thua, mày sẽ bị phạt. Phạt cái gì? Có rất là nhiều hình phạt. Một trong những hình phạt đó là em đã chưa thua mà. Ví dụ cho anh em biết rồi. Đầu tiên mình sẽ bóc trước anh em, mong là mình sẽ bóc được kẹo dẻo. Trong gái bóc trước mày. Ở hết ăn kẹo dẻo. Ha ha anh em, tôi bóc được đồ ăn. Vậy tôi bóc lá thăm này. Tất nhiên trong này là kẹo dẻo rồi anh em. Vậy sao tôi bóc kẹo dẻo? Vậy này tôi ăn đỏ, đồ ăn cũng được. Cũng ngon vậy. Ừ đúng rồi, ăn đồ ăn cũng ngon mà. Mà dán này tụi mình ăn kẹo dẻo. Cháy hết anh em. Nên đồ ăn thì cũng phải là bịch ớt. Này thì ăn đồ ăn thì cũng được, cũng ngon mà. Thôi tao không ăn đâu. Mà sẽ có lực là mày phải ăn. Nếu mà không ăn được á, mày phải bị phạt. Thôi tao chịu phạt đi. Mới ngậm thôi đã cay rồi. Mùi đã cay rồi. Giờ phạt cái gì? Giờ phạt cái gì phạt đi. Để tao coi danh sách hình phạt phạt mày. Mày kiếm hình phạt nào nhẹ nhất cho tao nha. Ok mày, để tao kiếm cho mày hình phạt nhẹ nhất. Đồ chơi. Chơi đồ chơi hả? Được á. Chỉ cần chơi đồ chơi thôi. Mình nhìn thẳng mặt mày vô đây. Sao nữa? Vậy thôi hả? Nhưng mà khi nó banh chân ra thì dầm tới đây mình gán bóp được kỳ dẻo tiếp anh em. Mày bóp trước đi Vibo. Thôi, nãy tao bóp trước tao xui quá à. Kẹo dẻo anh em. Nói lại đồ ăn nó không được kẹo dẻo rồi. Bóp trước bóp sạc cũng xui thôi. Món tiếp theo tụi mình sẽ ăn dâu. Hả? Nó sẽ được dâu chứ nó phải ăn ớt hồi nãy. No. Đúng rồi, nhưng mà dâu này chưa có rửa. Bố mày nhớ nó tao trước nha. Anh em ơi, ăn gì cũng phải rửa trước. Anh em ơi, ăn trái cây người ta bón phân này đó, mình phải rửa trước khi ăn nha anh em. Ai á? Mở quy bò thúi thúi rồi đó. Nãy mày ăn trúng cái chỗ người ta bón phân này đó. Đây là kẹo dẻo dâu, còn đây là trái dâu thiệt. Trái dâu mày đã ghê anh em. Của tao. Ờ anh em, đôi kệ, mình ăn kẹo dẻo cũng ngon mà. Ngon anh em, như mùi dâu vậy á, chua chua ngọt ngọt. Còn mày cảm thấy sao Vibo? Chua chua ngọt ngọt chống vậy đúng không? Lạc. Đúng rồi, mày cắn cái dao tính nhất vậy, tao không lạc được. Ăn là phải cắn cái trò đỏ này nha anh em. Ê, tiếp tục bóp đi Vibo. Yeah, tao được ăn kẹo dẻo. Vậy lá thăm còn lại sẽ là đồ ăn thiệt. Như hồi nãy đồ ăn thiệt là trái dâu. Tôi cứ thích ăn dâu, mà không được. Vậy bây giờ tôi được ăn đồ ăn thiệt rồi anh em. Mày lấy gì đó? Kẹo dẻo làm trái thơm anh em. Vậy đồ ăn thiệt của tôi, trái thơm. Chứ thơm vỏ gai không mà sao ăn anh em? Không ăn thì sẽ bị phạt. Nhưng mà mình có thể gọt vỏ ra để ăn, để không bị phạt mà. Ok anh em, bây giờ tiếp đây mình sẽ sóc lên anh em. Chưa sóc lên mà. Bóp được kẹo dẻo anh em. Để coi món tiếp theo là gì anh em. Để nó kéo lên. Món tiếp theo là khoai tây anh em. Đồ ăn thiệt là khoai tây chiên. Vậy kẹo dẻo sẽ là nó nhiều quá, đưa kẹo dẻo cho tao mày. Trong đống cái khoai tây chiên này có kẹo dẻo của mày. Giống như thiệt vậy anh em. Ủa sao giống như vậy? Tao đâu có thấy đâu. Kẹo dẻo nó rất là giống khoai tây thiệt anh em. Rất là nhiều kẹo dẻo khoai tây chiên anh em. Bây giờ tao mày sẽ mọi người ăn một cái. Chùm vậy? Là nguyên chùm mày luôn anh em. Bây giờ Vibo sẽ ăn thử review cho anh em xem cảm giác nó như thế nào nha. Chị nó nguyên mày. Mày thả mày cái đi. Ăn mùi vậy sao? Chua. Cắn gì cũng được, chua lắm. Bây giờ mình sẽ kết hợp kẹo dẻo khoai tây và một cái khoai tây thiệt, coi nó sẽ như thế nào anh em. Chắc là sẽ ngon lắm. Kẹo dẻo của tao mà, tao thắng mà. Nhưng mà đồ ăn thiệt của tao mà, mày kẹo dẻo thôi. Sao mày nói kết hợp? Vậy thì kết hợp, hai đứa cùng được ăn. Ờ hả? Nè.
hay sao? Thì nó đỡ chua ngọt lại ngon. Mặn mặn, sao mày nói đi, mày nói tao nghe vậy đó. Thì nó đỡ chua, nó mặn mặn ngọt ngọt ngon. Sao nó vẫn chua, mà nó còn chua hơn nữa ta. Mày lộn ăn hai cái kẹo dẻo rồi kìa, sao không chua? Đi. Đồ ăn. Bây giờ mày giở thiệt mạnh để cho anh em xem bên trong có gì nè. Hai cái này nó dướng nhau anh em. Mở lại lần quay cho cảnh quay cho đẹp đó nè. Chuối anh em, để bên đây cũng sẽ là chuối luôn. Ngon mà chuối mà. Con đồ thiệt là phải lọc vỏ mới ăn được nha. Mặt tôi gớm quá anh em. Để tôi chuối đã rồi quay tiếp nè. Nếu có bị bò bóp được gì anh em, mở ra đi bò. Lâu quá. Đồ ăn. Dở ra coi đồ ăn là gì. Mệt quá. Coca-Cola. Vậy kìa dẻ cũng đó là Coca. Nãy giờ tao khát nước, bây giờ tao mở ra uống cho đỡ khát. Sướng quá anh em, tôi được uống Coca, còn mình không được. Ăn thử kẹo dẻ Coca, còn cái mùi vị nó có giống Coca nha anh em. Y chang Coca luôn anh em. Bây giờ mình sẽ bóc tiếp. Mày có nghe mùi vị thúi thúi không? Có đâu. Thôi, đi cho đi chỉnh đi, tiếp đi. Chỉ có mùi hoa lách mới xa cách tình yêu. Bây giờ mày sẽ mở đồ ăn trước đi mà hãy bóc thầm cho nó mới lạ hơn anh em. Hai cái hòn gì đây? Nhớ. Đúng rồi anh em. Kẹo dẻo trái nò. Đồ ăn anh em. Vậy tôi sẽ ăn kẹo dẻo. Ngon. Như nãy tôi nói, trái cày á là mình phải rửa trước khi ăn. Gớm quá. Gớm cỡ nào? Thổi đi. Trái dầu không có thúi, mà cái nước xung quanh trái dầu nó mới thúi. Bây giờ tôi sẽ bóc trước. Đồ ăn anh em. Vậy đi coi kẹo dẻo là gì. Hot dog anh em. Vậy đồ ăn của tôi sẽ được hot dog. Tôi cứ là thích là hot dog anh em. Vậy hot dog đồ thiệt, nó cũng sẽ ngon như vậy. Mở hot dog ra. Ngớm quá vậy ta. Này mua hôm qua tới giờ. Đúng rồi anh em, hôm qua mua đồ để làm clip. Để tới này nó hư hết rồi anh em. Thúi lắm anh em, thiêu rồi. Ăn hết lần bị phạt. Thôi phạt đi. Vậy mày phạt tiếp theo là gì Bibo? Cái mặt vô tao đấm mày cái. Thôi thôi, cái này thục mạnh quá anh em. Cái lò xo này thục mạnh quá. Có cái khác đỡ thục hơn không? Thôi để tao giúp mày. Nè. Hôn con này hả? Hai liếm. Hay là sao? Mình bóp được đồ ăn anh em. Để còn món tiếp theo là kẹo dẻo cây súng anh em. Để Bibo sẽ đồ ăn kẹo dẻo cây súng anh em. Còn tôi, vậy đồ ăn thiệt sẽ là. Ủa cái này sao ăn? Ăn đạn. Để coi món tiếp theo là gì nha anh em. Đó là sáu lon nước ngọt. Để coi bên đây là gì. Sao giống bên kia vậy? À, sáu lon nước ngọt nhỏ này, trong đó có kẹo dẻo nha anh em. Rồi. Đồ ăn anh em, đồ ăn sẽ được sáu lon nước ngọt này. Quá ngon. Tôi vẫn được kẹo dẻo. Cũng là mở nắp khoáng ra. Vậy là kẹo dẻo nguyên cái lon luôn hả? Ăn nha anh em. Sao đen thui vậy? Sao đen thui vậy? Không có kẹo đâu vậy ta? Kẹo trên cái nắp kìa ba. Trời, nguyên hộp này có cục kẹo dẻo. Xíu vậy hả? Sao thấy mùi gì vậy? Trời. Nó kẹo kỳ ta. Kẹo dẻo. Cục xít. Vậy kẹo dẻo cũng sẽ là kẹo dẻo cục xít lên em. Kẹo dẻo ăn sao? Hả mẹ ra. Đó, còn có kẹo dẻo làm răng nữa anh em. Chuẩn bị sao mở đi bò. Ừ, món tiếp theo. Ừ, rồi để nó đi. Để coi món tiếp theo là tôi bóc cái đồ ăn, bí bò sẽ là kẹo dẻo. Đó là cái gì hả? Trứng. Đúng rồi anh em, trứng này trứng gà. Trứng là. Trứng ấp là làm từ gì? Làm từ trứng gà. Vậy tao nói trứng gà không phải nữa. Nghe tôi sẽ được. Mấy người tập tạ người ta ăn hoài chứ gì? Ghê vậy? Ăn đi mày luộc mà. Mày là ăn trứng sống đi con. Làm gì vậy? Cái mặt đi 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 đi. Quá cỡ tanh quá anh em. Lấy TV, đây là một số video trước mình đã làm, anh em chưa xem, gấp vô đây xem nha anh em.